Rồi, ok. Chào tất cả mọi người nha. Tổng chào anh em nha. Thì hôm nay thì cũng là một clip review trái quỷ thôi anh em ạ. Mình mới vào chơi nên có rất nhiều trái quỷ mình cần phải review. Ngày hôm qua thì thằng em của mình nó có trái Pika anh em ạ. Và nó bay lên đảo trên trời, nó nhặt được trái quỷ. Mình nghĩ trái quỷ này anh em mình kêu cũng biết rồi đấy. Trái quỷ này chắc khá nhiều anh em cũng thích đấy. Trái quỷ mà của một người gọi là huyền, không phải gọi là huyền thoại, nhưng mà một người không còn trong phim nữa, làm anh em rất là buồn. Và anh em cứ nghĩ là như kiểu như trong trong Dragon Ball có thể được rồng thần hồi sinh, nhưng mà không thể nào anh em ạ. Nhân vật đó thì trầm trong dĩ vãng rồi. Đó chính là ai anh em ạ. Trái của ai anh em ạ. Trái Mera đấy. Em thấy sao? Rồi hôm nay mình sẽ review trái này xem coi nó có farm độ bá nó sẽ như thế nào nhé anh em. Trước tiên thì mình test chiêu đi, mình test chiêu đi. Rồi xong nữa mà cái vụ mà cái Bisento của mình là mình không thể nào lấy ra rồi nha anh em, hình như nó bị lỗi hay gì rồi. Và tí nữa mình sẽ chỉ anh em farm ở chỗ này cũng khá hay, nó cũng có rớt ra một cái kiếm. Và cái kiếm để anh em bán được 10.000 Belly đấy. À, cũng tỷ lệ nó rớt cũng hên xui anh em à, nhưng mà mình đánh ở đó nó lại nhanh mà có thể rớt được cái kiếm. Anh cái kiếm anh em lại bán là được 10.000 này, mình có 300.000 này. Tiền này thì mình sẽ ráng cày thêm 200 nữa rồi mình sẽ kiếm cái thằng mà bán cái chì của thằng Kaido anh mình mua anh em à. Cái clip đó thì mình sẽ làm với Tuấn, thì giờ mình sẽ test thử skill của trái Mera nha anh em, xem nó có độ bá đạo nó như thế nào. Mà hình như hồi nãy mình bấm hình như chiêu E nó cũng có chiêu bay này. Này đấy, 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 đem thấy rồi, cục lửa đấy. Có đồ hỏa quyền A đấy anh em à. Bây giờ thì trái đó hiện tại đã được Sabo sử dụng rồi em à, cũng xem như là truyền nhân của A rồi. Đây, để giờ mình test chiếc Z nhá. Xem Z nó như nào. Nó hình như là nó ném ra cục lửa hay là sao, nó ném ra cục lửa hay là trong cục lửa có thiên thạch cái gì đó. Để mình đánh lại rồi mình xem dạng cách skill nó như thế nào. Evo Z 7 giây, X 10 giây, C 12 giây, V 25 giây. Hình như cái này là tất cả các quỷ cái điểm dạng cách giây này hình như nó đều giống nhau hết em à. Nhưng mà mình hay quên thôi. Đây, Z. Đấy đúng rồi, nó sẽ chọn ra một gọi là lửa đi, phun ra lửa chẳng hạn vậy. Còn ít thì nó sẽ dọng xuống đất và hình như là làm cháy cái vùng đất đó đây mà cháy cháy kiểu cháy ngay chỗ mà mình trưởng nó xuống đấy. Còn chiêu C thì sao nhỉ, chiêu C nha, đánh vào đây nha. Wow, nó kiểu như Gomu, trái Gomu có chiêu gấp lên gần ấy, mà này là nó đánh ra lửa. Thì hiện tại trong phim bây giờ đang có xem thì Luffy nó cũng có một cái chiêu như thế đấy, nó kết hợp giữa cao su và nó đánh kết hợp giữa cao su và lửa luôn. Mình quên cái chiêu hức đó tên gì rồi anh em ạ. À, anh em nào biết thì comment bên dưới cho mình biết nha. Còn chiêu V nữa, chiêu V. Ôi chơi V này thì như nó kiểu như một nó đánh ra một chùm lửa, nhưng mà kỳ này nó sẽ từ trên trên cao nó xuống trên trời gì ấy. Để mình test lại lần nữa. Chiêu V này giãn cách nó cũng 25 giây, khá lâu. Đấy anh em thấy 300 ngàn rồi đấy. Chút nữa mình sẽ chỉ chỗ mình farm cho anh em xem. Chỗ này mình farm tiền thôi anh em mà, chứ cài điểm thì à hình như là mình còn một ít điểm. Điểm bên này mình chưa năng vào đấy, mình farm lên trăm sáu bốn rồi này, 72 điểm này, mình sẽ cộng hết vào đây đi, cộng hết vào Devil đi, bấm vào đây. Ồ, mình nhớ mình bấm vào đâu nó tự cộng mình quên rồi ta. Đây, mình lắc anh em ơi, lắc 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 anh em, đợi mình tí, nó bị lắc anh em ạ. À, lắc rung lắc mạnh, ui mình phải bấm vào đây cho nó đỡ lắc nè.
Lắc thế. Được chưa nhà? Được chưa nhà? Hay là cái điểm này hình như đâu có full đúng không? Mình muốn cộng bao nhiêu cũng được mà. Thì sao mình không cộng được ta? Mình không cộng được này. Chắc là do lắc rồi anh em à. Hình như là lắc. Tôi lắc cực mạnh anh em à. Để mình tí nữa đi. Tí nữa nó bớt lắc không cộng sao. Thì đây là cái chỗ mình farm tiền anh em à. Thì hôm bữa mình có chỉ anh em cách mà farm ít lên rồi đấy, ít lên 2 lần đấy. Bình thường thì mình nhận xong rồi lại mình đánh, xong rồi giờ mình nhận được lần nữa thì tiếp tục anh em vẫn đánh con Tatsugi thôi. Nhưng mà nó được một cái là có thể là anh em sẽ nhặt được cái thanh kiếm nó đang cầm này. Này này, thanh kiếm nó cầm này, em thấy không, có khả năng là anh em sẽ nhặt được nó. Đây có Bác Tô trong server nữa anh em ạ. À, để tí nữa mình qua Bác Tô. Bác Tô cũng đang làm clip review trái gì mình không biết nữa, và bên bên đảo Bất Kỳ bệnh. Tí nữa để mình qua bển mình xem tôi làm gì bệnh. Thì anh em farm cái này thì cực kỳ nhanh luôn. Em test chiêu con này thì đánh boss nó sẽ như thế nào nhỉ. Đây đấy, chiêu sai một cái là chết nhá. Anh em đánh con này có khả năng là anh em sẽ nhặt được cái kiếm của nó. Nó có cái kiếm ấy, kiếm nó cầm trên tay đấy. Đấy chiêu này cũng khá mạnh. Nói chung trái này thì mình nghĩ anh em là nên đánh những con boss thôi, chứ mà đánh những cái nhiệm vụ mà đánh 6 con hay là mà đánh 6 con hoặc là đánh nhiều hơn để nói chung là đánh diện rộng á thì không nên xài sử dụng cái này. Cái này nó chỉ đánh đơn mục tiêu thôi anh em à. Thì ngày mai mình sẽ có, chiều nay mình sẽ cố gắng mình farm lên được 500.000 Billy để mình mua cái cây chì của cái đồ. Mình định 300.000 mình mua trái quỷ rồi, nhưng mà mình nghĩ là suy nghĩ là thôi anh em à, trái quỷ mình có thể nhặt được. Nói cho mình nhặt cũng không đúng, nhặt không đúng, mình toàn đi xin người ta không anh em ạ. Mình đi nhặt cũng khá là xui. Mình chủ yếu là xin xin mọi người trong game này, xin Bắc Tô này, xin Trelly này, hoặc là mình nay mình có thằng em nữa. Thằng em nó cũng nó ăn trái pika nên nó cũng đi nhặt trái quỷ nhanh lắm anh em ạ. Mình thì chưa được ăn pika, chưa ăn ăn phụ hoài. Nói chung mình nhiều trái mình chưa sử dụng lắm, mình sẽ sử dụng tất cả để cho anh em xem nha. Thì nói chung là đánh cái con này có thể anh em mà nhận được cái kiếm, nhưng mà tỷ lệ là hên xui, mình không biết bao nhiêu phần trăm nữa. Sáng giờ mình đánh nó mình cũng lượm được 2 3 cây đấy, cứ mỗi cây là anh em bán được 10.000 lời, lời phết thấy không. Thì review trái quỷ thì nó chỉ có vậy thôi anh em ạ. À, chuẩn này kia nè. À nó cũng rồi, còn một chiêu nữa, một chiêu nữa, một chiêu nữa. Từ từ để mình chờ nó hồi đi. Mình bay qua đảo Bất Kỳ đi. Cái chiêu này là chiêu bay anh em ạ. À, mình né con boss này ra nó nhảy lên. Ủa, thì có mình. Cái con này thiệt. Mình ghét nhất là cái con đó anh em ạ. Levin hình như bạn 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 này phải là, như bạn này phải là YouTuber không ta? Hình như mình nghe Tuấn bảo cũng là YouTuber thì phải, mình không biết phải hay không. Đây, giờ mình sẽ bay qua bên Bất Ghi này. Bất Ghi mình coi Bác To làm gì vậy bạn nha. Thì review trái quỷ thì có vậy thôi, mà nói chung thì trái này anh em cũng có thể anh em sử dụng nó để farm boss thì cũng cực kỳ ngon. Anh em tăng cái chiêu mà chiêu chiêu C của nó lên. Đây 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 đây. Đấy 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 đấy, anh em thấy Bắt Tô ghê chưa? Đó, có bạn Levi nữa đây. Đấy. Đấy. Anh em ta xem Bắt Tô. Anh em xem Bắt Tô làm gì nè. Đấy, anh em thấy Bắt Tô ngầu không? Đấy. Đây là bạn gì ta? Bạn Levini 123. Nói chung thì review trái quỷ thì nó cũng có thế thôi nè. Mình nè, đây đây để anh đánh diện rộng cho em xem nha. Nó rất là sida luôn.
Nó mạnh là mạnh ở đơn mục tiêu thôi anh em ạ, chứ mà đánh diện rộng thì không thể nào được. Nó chỉ đơn mục tiêu thôi, chuyện gì anh em đánh boss đấy. Đánh boss thì nó sẽ rất là cực kỳ mạnh, tại vì nó sẽ dồn đam rất là nhanh. Em đợi đi, mình nhất định mình sẽ cài lên 500.000 Billy để mình mua cái cây chì của Kaido. Và sau này mình có kiểu như không có, mà kiểu như mình tìm được cách mà mua gì á, Robert gì đấy, mình sẽ mua một canh thanh kiếm, kiểu giống như của Tuấn, thanh thanh kiếm của Mắt Diều Hâu anh em ạ. À, thì mình nghĩ clip review của mình thì chắc chỉ cũng có thế thôi. À, khá nhiều anh em chắc cũng có sử dụng cái này rồi, thì mình làm cho những anh em chưa xem thôi. Cái này tóm lại, anh em đánh đơn mục tiêu rất mạnh, đánh đa mục tiêu thì nó sẽ rất khó, nên chỉ nên dùng này để đánh boss thôi anh em ạ. À, thì cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Thì clip của mình tới đây thì cũng kết thúc rồi. Cảm ơn em đã bỏ một chút thời gian để xem clip mình. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nhé.